tỏa sáng ước mơ đã đi được 1/2 chặng đường. Tại tập 7 tỏa sáng ước mơ sẽ là phần dự thi của 4 thí sinh đầu tiên trong top 8 thí sinh tài năng. Với chủ đề giai điệu dân ca, các bạn trẻ phải thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình. Liệu các bạn có bước qua được những giới hạn của bản thân để chinh phục thử thách mà chương trình đặt ra hay không? Kính mời quý vị khán giả đón xem tập 7 chương trình Tỏa sáng ước mơ phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2024 trên kênh HTV9.